Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hưng Yên được thành lập thì bộ môn Pencastilat được coi là môn thể thao mũi nhọn được chọn để đầu tư bồi dưỡng và thi đấu. Những gương mặt tiêu biểu kể từ khi thành lập bộ môn Pencastilat Hưng Yên phải kể đến như Lê Thị Thanh Huyền, Trần Văn Toàn, Bùi Bá Đức đã từng đạt huy chương vàng SEA Games nhiều kỳ. Trong nhiều năm trở lại đây, thầy và trò bộ môn Pencastilat Hưng Yên tham gia thi đấu ở nhiều nội dung và có thành tích tương đối ổn định khi liên tiếp giành những giải cao ở cấp quốc gia và quốc tế. Trung bình mỗi năm mang về 20 huy chương các loại, không chỉ là mỏ vàng của thể thao thành tích cao Hưng Yên, Pencastilat Hưng Yên tự hào đứng trong top 5 đơn vị tỉnh, thành phố, ngành toàn quốc. Năm nay tại giải vô địch các câu lạc bộ toàn quốc và giải trẻ, bộ môn đã đem về 3 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 8 huy chương đồng. Những năm qua, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch huyện Quế Châu đã tổ chức nhiều sân chơi cho trẻ trong dịp hè. Tính đến nay, toàn huyện có 33 sân bóng đá, trong đó có 3 sân cỏ nhân tạo ở thị trấn Quế Châu, xã Đồng Tiến, xã Đồng Kết, cùng với nhiều sân cỏ tự nhiên tiêu biểu như ở Phùng Hưng, Tân Dân, Bình Minh. Hoạt động bơi lội cũng được quan tâm và đầu tư. Huyện có 5 bể bơi và nhiều ao bơi nằm rải rác ở các xã. Những địa điểm vui chơi giải trí cùng với các hoạt động rèn luyện thể dục thể thao đã góp phần tạo cho trẻ một mùa hè bổ ích với nhiều trải nghiệm mới mẻ. Trong dịp hè, trên khắp địa bàn 13 xã phường của thị xã Mỹ Hào, không khí rèn luyện thể thao của thanh thiếu niên nhi đồng đã diễn ra sôi nổi. Nhiều lớp thể thao được mở với nhiều loại hình, thu hút đông đảo thanh niên, học sinh tham gia như bơi lội, bóng đá, bóng bàn, cầu lông, võ thuật. Thị đoàn cũng đã phối hợp với đoàn các xã phường tổ chức nhiều giải bóng đá cho thanh thiếu niên và giải bóng đá học sinh tiểu học. Các hoạt động vui chơi trong dịp hè giúp các em giảm căng thẳng sau những ngày học, hình thành sự năng động, tự tin, tạo tinh thần vui tươi cho các em trước khi bước vào năm học mới. Hè này, Đoàn Thanh niên xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao cho thanh thiếu nhi. Tổ chức giải bóng đá dành cho các đoàn viên trong độ tuổi từ 15 đến 20 tuổi tại 4 thôn của xã, triển khai lớp học bơi miễn phí, thu hút trên 30 trẻ tham gia tập luyện. Địa điểm diễn ra hai nội dung trên là tại sân bóng và ao bơi của thôn La Tiến, đều được đầu tư xây dựng, cải tạo từ nguồn xã hội hóa hơn 700 triệu đồng. Tới đây, đoàn xã cũng sẽ tổ chức chương trình thiếu nhi kể chuyện, giai điệu tuổi hồng, thắp nến tri ân và trao tặng quà tới các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Bên cạnh đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, chi hội nông dân ấp Đa Phúc, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang còn vận động hội viên tích cực tham gia chơi thể thao để có sức khỏe tốt, phục vụ lao động sản xuất. Năm 2011, chi hội đã phát động thành lập được đội bóng chuyền hơi và bóng chuyền da nam, thu hút 40 hội viên nông dân tham gia. Mặc dù bận công việc đồng áng, song vào mỗi buổi chiều, các thành viên trong hai đội bóng lại tập hợp, tập luyện và thi đấu giao lưu với các đội bóng ở trong và ngoài xã. Hoạt động này đã góp phần thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng tại xã Tân Tiến. Trong những năm qua, nhiều người ở khu phố An Thượng, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên tích cực tập luyện môn bóng bàn. Khu phố đã thành lập một câu lạc bộ bóng bàn với 20 thành viên tham gia. Tuy mới được thành lập, nhưng câu lạc bộ đã thu hút nhiều cán bộ, công nhân viên chức làm việc trong các cơ quan ban ngành của tỉnh đang sinh sống tại khu phố tập luyện vào buổi chiều hàng ngày sau giờ làm việc. Câu lạc bộ còn thường xuyên thi đấu giao lưu với các câu lạc bộ bóng bàn ở thành phố Hưng Yên để nâng cao trình độ. Bên cạnh là nơi để các thành viên thỏa mãn đam mê và rèn luyện sức khỏe, thì câu lạc bộ bóng bàn khu phố An Thượng còn góp phần thúc đẩy khích lệ phong trào tập luyện thể thao trên địa bàn phường An Tảo ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, tiền đạo Nguyễn Xuân Nam của câu lạc bộ bóng đá Phố Hiến hiện đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại giải hạng nhất quốc gia 2019 với 10 bàn thắng sau 15 vòng đấu. Tiền đạo người Hải Dương đang là chân sút chủ lực của đội bóng Hưng Yên và cũng đã góp phần quan trọng vào lối chơi của toàn đội. Nguyễn Xuân Nam sinh năm 1994 tại Hải Dương, anh trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá trẻ của câu lạc bộ Hà Nội. Ở cấp độ đội tuyển trẻ, cầu thủ này đạt nhiều thành tích như cùng U16 Việt Nam giành ngôi vô địch U16 Đông Nam Á năm 2010, giành danh hiệu vua phá lưới giải U19 Đông Nam Á 2011. Sau một vài mùa bóng chơi cho câu lạc bộ Hà Nội tại V-League, năm 2015, Xuân Nam sang Lào thi đấu cho câu lạc bộ SHB Viêng Chăn và trở thành vua phá lưới giải Lào League năm đó. Mùa giải 2019 là năm đầu tiên Xuân Nam thi đấu cho câu lạc bộ Phú Hiến. Với tài năng sẵn có của mình cùng với chăm chỉ tập luyện, tiền đạo người Hải Dương nhanh chóng hòa nhập tốt với các đồng đội mới, trở thành trụ cột của đội bóng xứ nhãn Hưng Yên.
Về anh Xuân Nam thì đấy là các bạn cũng biết rồi, anh là dẫn dắt lối chơi ở hàng công và cũng là tay săn bàn chủ lực của Phố Hiến. Từ cái phong cách đi ăn sinh hoạt và cách chơi bóng để cho các em cầu thủ trẻ học hỏi rất là nhiều. Kỹ thuật cá nhân tốt, khả năng săn bàn nhạy bén cùng nền tảng thể lực sung mãn là những điểm mạnh của Xuân Nam. Tiền đạo 25 tuổi này duy trì phong độ cao trong mùa giải năm nay khi ghi được nhiều bàn thắng quan trọng mang về những chiến thắng cho câu lạc bộ Phú Hiến. Không chỉ giỏi ghi bàn mà Xuân Nam còn có khả năng dẫn dắt lối chơi và có những đường kiến tạo sắc bén cho đồng đội. 10 bàn thắng của Xuân Nam ghi được tại giải hạng nhất quốc gia giúp câu lạc bộ Phú Hiến duy trì thành tích tốt trên bảng xếp hạng. Đồng thời, anh đang là một trong những cầu thủ nội có hiệu suất ghi bàn tốt nhất vào thời điểm này. Em rất là may mắn khi đến với câu lạc bộ Phú Hiến. Thì thực sự là đến với Phú Hiến thì được huấn luyện viên cùng toàn thể lãnh đạo cũng như là đội bóng đã tạo điều kiện và giúp em làm quen với môi trường của câu lạc bộ và giúp em hòa nhập rất là nhanh với câu lạc bộ. Em cũng đã đặt mục tiêu cho mình là cố gắng thi đấu ra sân thật nhiều cho câu lạc bộ Phú Hiến và ghi được thật nhiều bàn thắng giúp cho câu lạc bộ có được kết quả tốt. Nguyễn Xuân Nam là một tấm gương sáng về tinh thần vượt qua chấn thương để tỏa sáng trên sân cỏ cho các cầu thủ trẻ của câu lạc bộ Phú Hiến noi theo. Tin tưởng rằng Xuân Nam sẽ tiếp tục thi đấu ấn tượng, ghi thêm nhiều bàn thắng giúp câu lạc bộ Phú Hiến hoàn thành mục tiêu lên chơi tại V-League năm sau và cá nhân anh hoàn thành ước mơ được khoác áo đội tuyển quốc gia. Bình nước nóng Rossi Sapphire, sản phẩm cao cấp của tập đoàn Tân Á Đại Thành. Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự về tiền đạo Nguyễn Xuân Nam đã khép lại bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.